Những năm qua, võ cổ truyền Hà Nội đã không ngừng phát triển và mở rộng, thu hút rất nhiều võ sinh theo tập luyện. Cùng với đó, các giải đấu cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện và cơ hội để các bạn trẻ được thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó bồi đắp thêm cho các em tình yêu với võ cổ truyền Việt Nam. Trong lần đầu tiên tổ chức, giải vô địch và vô địch trẻ võ cổ truyền đối kháng Hà Nội mở rộng đã thu hút 200 võ sinh đến từ 31 võ đường và câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận tham dự. Đây thực sự đã trở thành ngày hội võ thuật, nơi giao lưu học hỏi cho các võ sinh võ cổ truyền Việt Nam. Liên đoàn võ cổ truyền Hà Nội thì mới được thành lập trong một cái thời gian ngắn. Thì chúng tôi khi tổ chức cái giải đấu lần này thì mong muốn là đây nó sẽ trở thành một cái giải đấu hàng năm để khuyến khích các động viên luyện tập và từ đấy lan tỏa cái phong trào luyện tập võ để giữ gìn sức khỏe cho nhân dân của thủ đô và các cái tỉnh lân cận. Cái thứ hai là gì, là từ đây là chúng ta sẽ biến nó thành một cái giải thường xuyên để tôn vinh cái võ cổ truyền, cộng với lại cái việc chúng ta từ đấy phát hiện ra những cái nhân tố mà có thành tích cao để cống hiến cho cái võ cổ truyền của đất nước, cho đội tuyển của quốc gia. Thế thì chúng tôi cũng mong muốn là thông qua cái giải này thì được nhiều người biết đến, để được nhiều người để ủng hộ cho cái chương trình võ cổ truyền của thủ đô Hà Nội. Thế thì sau cái giải này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái chương trình khác để nó mang tính quy củ cho tổ chức cái liên đoàn của võ cổ truyền của Hà Nội, như là các cái giải nó nhỏ hơn của mang tính khu vực, mang tính quận huyện. Lộ trình của liên đoàn võ cổ truyền Hà Nội là tổ chức giải nhằm mục đích là nâng cao các trình độ chuyên môn cho các câu lạc bộ võ đường, thứ nhất là địa bàn trên thành phố Hà Nội và trên các khu vực phía Bắc, để nhằm mục đích là cùng nhau phát triển về chuyên môn và trình độ. Thông qua đó thì liên đoàn võ cổ truyền Hà Nội sẽ tuyển chọn các vận động viên để đóng góp lên các đội tuyển của thành tích cao của thành phố Hà Nội, đóng góp cho quốc gia. Võ đường Văn Nhâm Võ Đạo là một trong những đơn vị tham gia giải đấu lần này. Võ sư Nguyễn Văn Hải Biền cùng các học trò thành phố Hải Phòng đã có 2 tháng để tập luyện chuẩn bị trước khi bước vào giải đấu. Võ đường tham dự với tất cả 7 vận động viên, trong đó có 3 vận động viên nữ và 4 vận động viên nam. Với một phương châm mục đích là cho các con, các cháu được giao lưu học hỏi với các câu lạc bộ bạn về kinh nghiệm đấu cũng như về cách tập của các đơn vị để về rút kinh nghiệm cho đơn vị mình để phấn đấu học hỏi cũng như là trau dồi các con được tốt hơn. Đầu tiên là sức khỏe để học tập và rèn luyện bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai là được giữ gìn bản sắc. Môn võ cổ truyền gắn liền với lịch sử, 4.000 năm lịch sử của dân tộc. Em chuẩn bị rất kỹ cho năm nay và em đã phải ép cả cân mình xuống để mà đánh được những hạng cân này. Và sau khi đánh xong giải đấu này thì em có rút ra cho mình rất nhiều bài học ạ. Mình sẽ phải về nhà để luyện tập thêm rất là nhiều để có thể cải thiện được tốc độ cũng như là sức mạnh của những đòn giao của mình ạ. Với chất lượng giải năm nay thì cũng như mọi người nhìn thấy là đã tốt và phát triển hơn rất là nhiều. Và nếu cứ cái đà này mà thì tôi nghĩ là một vài năm nữa thì võ cổ truyền Hà Nội ngoài những quyền diễn ra thì đối kháng sẽ phát triển rất mạnh. Và đấy cũng là một lực lượng hùng hậu để cống hiến cho các đội tuyển thành tích cao của thủ đô, để cống hiến cho toàn quốc và quốc tế. Nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch cũng như tính hấp dẫn và quyết liệt của mỗi trận đấu, đội ngũ trọng tài điều hành giải đã được tập huấn rất kỹ về luật lệ thi đấu. Và sau mỗi buổi làm việc, ban tổ chức cũng tiến hành họp đội ngũ trọng tài để rút kinh nghiệm, qua đó điều hành tốt hơn ở những ngày thi đấu tiếp theo. Để chuẩn bị cho cái giải năm 2023 này thì là cái dàn trọng tài của bên liên đoàn đã tổ chức có những cái buổi tập huấn trọng tài đấy, để các trọng tài nắm bắt được luật thi đấu để điều hành giải rất là tốt. Theo cái luật năm 2021 đây thì là mới bổ sung, thì là chúng ta bổ sung thêm là có gối, có trỏ. Có gối, có trỏ thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả của các cái đòn đánh và để cho cái trận đấu nó có hấp dẫn hơn. Cái giải đấu võ sinh năm nay là năm đầu tiên nhưng mà mình cảm thấy là các võ sinh có sự tập luyện rất là cố gắng, rất là tốt trong những cái mà kỹ thuật chiến đấu. Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức các giải năm tiếp theo thì sẽ tổ chức thêm các nội dung quyền quy định và quyền tự chọn, cũng nhằm thúc đẩy các phát triển phong trào các câu lạc bộ võ đường võ khóa trên địa bàn thủ đô, và ngược lại cũng là đóng góp thêm cho đội tuyển của quyền cho trung tâm thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Trong tương lai thì rất mong muốn là qua những giải đấu này có những vận động viên sẽ có tên tuổi trên đấu trường quốc tế để làm đóng góp một phần nhỏ cho thành tích cho thủ đô nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Trong lần đầu tiên được tổ chức,
Giải vô địch và vô địch trẻ võ cổ truyền đối kháng Hà Nội mở rộng năm 2023 đã mang đến một trải nghiệm mới cho các bạn trẻ yêu võ thủ đô cũng như ở các đơn vị khu vực phía Bắc. Mỗi câu bộ đều mang đến giải một màu sắc khác nhau, mang đậm phong cách tập luyện và thi đấu của võ phái. Thông qua đây cũng giúp cho những người làm công tác chuyên môn có sự nhìn nhận, đánh giá chính xác và lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc để tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng các em trở thành những vận động viên ưu tú cho võ cổ truyền Việt Nam.